1-3, trưởng đoàn lên tiếng xin lỗi. Ở World Cup nữ 2019, đội nữ Thái Lan đã thảm bại với tỷ số 0-1-3 trước đội nữ Mỹ. Đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử giải World Cup nữ. Nó khiến cho những người Thái cảm thấy vô cùng choáng váng. Ngay sau trận đấu, trưởng đoàn nữ Thái Lan, bà Nguan Phan Lam Sam đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Bà nói: "Chúng tôi đã phải đối diện với đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng tôi không hình dung được đội bóng lại thua thảm tới vậy." ban huấn luyện và các thành viên trong đội rất tiếc vì thất bại này chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ chúng tôi luôn biết ơn sự ủng hộ của người hâm mộ với đội nữ thái lan chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến phản ứng góp ý để đội bóng có thể cải thiện chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức ở hai trận đấu cuối để thế giới có thể nghe thấy quốc ca thái lan vang lên đội tuyển nữ thái lan thực sự rơi vào bảng đấu rất khó ngoài mỹ họ còn phải đối diện với đội bóng ở top đầu thế giới khác là thụy điển ở lượt đấu cuối họ gặp đối thủ nhẹ hơn là Chile. Dù vậy, với việc để thua tới 0, 1, 3, đội nữ Thái Lan có rất ít cơ hội cạnh tranh trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hát Long